Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh em sẽ đồng thanh cùng với tôi đọc mấy câu kinh thánh này. Chúng ta cùng khởi sự. Kế đó Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài, thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng giật phủ thuyền. Nhưng Ngài đang ngủ, các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng, có hay không? Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, ớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, vở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều không lệnh? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái chiều kích khác trong cái câu chuyện này, và có thể là nhiều anh chị em chúng ta chưa bao giờ nghe. Khi Kinh Thánh ghi lại câu chuyện mà Chúa Giêsu cùng với các môn đồ ngồi ở trên thuyền, và lúc đó sóng đập vào thuyền, trên đầu cái thuyền gần chìm, các môn đồ sợ hãi la hét. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sao? Đang ngủ. Khi Ngài thức dậy rồi thì Ngài quở gió biển thì nó liền yên lặng yên tờ, và Ngài quở cả các môn đồ nữa là sao cũng mới có đức tin. Hay nói cách khác là đức tin khiến cho cơn bão đấy bị đẩy lùi. Chính đức tin của Chúa Giêsu khiến cho Ngài có thể ngủ ở trong cơn bão. Chính đức tin của Chúa Giêsu đã sản sinh ra các phép lạ. Bây giờ chúng ta xem cái mấu chốt của phép lạ nằm ở đâu? Nằm ở đức tin. Và cái mấu chốt của đức tin nằm ở điều gì? Một trong những cái mà chúng ta thường học nhiều nhất đó là nằm ở cái việc mà chúng ta có lời của Chúa. Nhưng mà có một cái góc cạnh khác chúng ta nhìn về Chúa Giêsu ấy, đó là cái lúc mà cơn bão xảy đến thì các môn đồ rất sợ hãi, và Chúa Giêsu, tấm lòng Chúa Giêsu có sợ hãi không ạ? Tấm lòng Chúa Giêsu rất là bình tĩnh. Khi mình có đức tin thì tấm lòng mình sẽ bình tĩnh. Hai cái đấy nó sẽ đi đồng hành cùng với nhau và kết hợp với nhau để sản sinh ra phép lạ. Có một số người trong chúng ta chỉ đạt được một thứ, đó là có đức tin. Mình dám tin ấy, mình dám tin đặt tay cho người đau, để người đau lành, dám đặt tin trên người bệnh và gọi người chết sống lại, trừ quỷ các thứ. Nhưng mà có cái điều này là tôi quan sát rằng là nhiều người sẽ có, đó là có cái tấm lòng bình tĩnh. Bởi vì đức tin ấy, đức tin thật ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái sự bình tĩnh từ bên trong. Có nghĩa rằng là dù bên ngoài có sóng xô, có rất là nhiều bão táp, rất là nhiều tiếng ồn, nhưng mà bên trong cái tấm lòng của mình thì rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng. Bao giờ mà chúng ta chưa đạt đến cái mức độ tâm linh như vậy ấy, thì tất cả những cái khác ở bên ngoài rất là khó có thể tác động. Bởi vì cái sự tác động đầu tiên của đức tin là tác động trong chính con người của cái người của mình này. Trước khi mình có thể tác động trên môi trường, trên hoàn cảnh, trên những người khác, thì mình, nếu mình có thực sự có đức tin, thì nó sẽ tác động trên cái con người của mình đầu tiên. Và cái điều đầu tiên nó tác động đó là làm cho tấm lòng của mình trở nên bình tĩnh. Trên đây là một điều mà chúng ta sẽ quan sát thấy rằng là trong tấm lòng của chúng ta, khi gặp những cái khó khăn, gặp những cái thử thách, những cái nan đề, những cái bão tố, mà lòng chúng ta cứ xáo trộn lên, rối bời lên, thì phép lạ rất khó xảy ra. Bởi vì khi lòng của chúng ta rối bời lên, nó chứng tỏ cho một điều rằng là cái đức tin đấy nó chưa đủ tác động trên chính con người của mình. Nếu mà nó chưa đủ tác động trên con người của mình thì nó không tác động trên ngoại cảnh. Thì nhớ ra điều này. Nếu đức tin của anh chị em đang có chưa đủ để tác động chính trên con người của mình này, để làm cho lòng của mình bình tĩnh, thì không thể tác động trên bên ngoài được. Đây là điều chắc chắn. Nếu như đức tin của chúng ta mà có thể tác động ở trên chính con người của chúng ta, làm cho lòng của mình trở nên bình tĩnh, thì nó có thể tác động trên thế giới bên ngoài. Còn nếu không ấy, thì không có gì thay đổi hết.
Đó là lý do tại sao rất nhiều khi chúng ta cầu nguyện rất là da diết. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là phải cầu nguyện da diết, cầu nguyện khẩn thiết. Nhưng mà cầu nguyện khẩn thiết, cầu nguyện da diết chưa đủ điều kiện để được nhận lời cầu nguyện. Điều kiện tiên quyết để nhận được lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện của đức tin. Mà để lời cầu nguyện của đức tin nó được thực hiện thì đầu tiên nó phải tác động chính trên cái nội tại của chúng ta, là làm cho lòng của chúng ta trở nên bình tĩnh. Cho nên một trong những cái chìa khóa đầu tiên đấy, để chúng ta đo lường cái mức độ đức tin thực sự của chúng ta đang có đấy, là mình đang có thực sự có đức tin, và đức tin lớn ở mức độ nào ấy, là đo lường cái tấm lòng của mình. Xem là trước cái nan đề, trước cái hoàn cảnh đấy, trước cái sự thay đổi cuộc sống, cái lòng của mình nó có bình tĩnh hay không, hay là nó rối bời hết lên. Khi Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển đến với Chúa Giêsu, các môn đồ hoảng hốt nói rằng đó là ma. Khi mà họ nói là ma có nghĩa là họ đang sợ hãi, và chính cái sự sợ hãi đấy làm tê liệt đức tin và phép lạ không thể xảy ra. Nhưng mà một người rất là can đảm, đó là Peter, ông có đức tin. Và khi ông có đức tin, ông dám đi bộ trên mặt nước và phép lạ đã xảy ra. Nhưng mà khi cơn gió đến thì làm cho ông sợ hãi, và ông sợ hãi thì ông lại hòng sụp xuống. Và đó cũng là một trong câu chuyện để giúp chúng ta hiểu về cái tác động của đức tin. Cái đức tin đấy nó sẽ tác động trong cái con người của mình trước khi nó tác động ra thế giới bên ngoài, thế giới vật chất. Cho nên tất cả những lời cầu nguyện của anh chị em, tất cả mọi lời cầu nguyện của anh chị em có mạnh mẽ, có kêu gào, có khẩn thiết đến mấy, nhưng hãy xét lại trong lòng của mình khi mình cầu nguyện. Khi mình cầu nguyện đối với Chúa thì cái lòng của mình nó có bình tĩnh hay không, hay lòng của mình nó xáo trộn. Nó thể hiện, nó được thể hiện qua cái âm thanh mình phát ra, nó được thể hiện qua cái ngôn từ mình sử dụng. Đôi khi thì nó đầy rẫy những cái sự bối rối ở trong cái lời cầu nguyện đấy, đầy rẫy những cái sự lo lắng, đầy rẫy những phiền muộn ở trong lời cầu nguyện đó, và cái lời người đàn em sẽ không hiện hiệu nghiệm. Mặc dù cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, thậm chí cầu nguyện kiêng ăn đến 40 ngày, thậm chí là cầu nguyện rất khẩn thiết, lời cầu nguyện đó vẫn không được nhận. Bởi vì lời cầu nguyện đó không xuất phát bởi đức tin. Hay nói cách khác là mình cố tin, nhưng mà thực ra thì cái tin, đức tin của mình nó không phải là cái xuất phát từ bên trong sâu thẳm, mà nó giống như là một cái sự xáo trộn, một cái sự pha lẫn. Nó giống như một dòng nước, một cái dòng nước mà nó vừa chảy ra nước ngọt và nước đắng thì có thể uống được không anh chị em? Một cái dòng nước mà nó chảy ra vừa nước ngọt nước đắng thì không thể uống được. Cho nên cái mà khiến cho Chúa nhận lời cầu nguyện chúng ta đó là đức tin. Đức tin là điều rất là quan trọng. Và tôi nhấn mạnh lại là đức tin đầu tiên phải tác động vào nội tại của chúng ta. Nếu đức tin đó không tác động vào nội tại của chúng ta thì tất cả những cái gì thuộc về thế giới bên ngoài không bao giờ sẽ xảy ra được. Hoàn cảnh vẫn y nguyên, hoàn cảnh vẫn y nguyên. Nó tác động vào nội tại, nó làm cho mình trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh có nghĩa rằng là ngay cả khi mình mất tất cả cái tài sản mình đang có, mình lòng mình vẫn bình tĩnh. Ngay cả khi mình bị tai nạn, mất nhiều phần quan trọng trong cơ thể của mình, lòng của mình vẫn bình tĩnh. Ngay cả khi người thân yêu của mình mất, ngay cả khi người thân yêu của mình chống lại mình, ngay cả những điều tệ hại nhất xảy ra đối với mình, lòng của mình vẫn bình tĩnh. Lúc đó mình mới có thể tác động trên thế giới bên ngoài, lời cầu nguyện của mình mới có thể có được hiệu nghiệm. Bởi vì cái sự bình tĩnh trong tấm lòng ấy, nó đánh giá cái mức độ đức tin thật của mỗi người chúng ta. Thi Thiên đoạn 46 câu số 10: Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Khi nào chúng ta sẽ biết, nhận biết Chúa? Đó là khi chúng ta yên lặng. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh mà đầu quý vị xáo trộn bởi rất nhiều cái luồng tư tưởng suy nghĩ, vừa đọc Kinh Thánh vừa lo con nợ gọi điện đến, vừa đọc Kinh Thánh vừa lo chuyện này vừa lo chuyện kia, cái lòng của mình xáo trộn, lời của Chúa không thể thấm vào trong chúng ta được. Vừa lắng nghe tiếng Chúa nhưng tâm trí của mình để bị tác động bởi và chi phối bởi rất nhiều những cái tác động của ngoại cảnh, chắc chắn anh chị em sẽ không nghe được tiếng Chúa. Mà nghe được tiếng Chúa đó có thể sẽ bị nghe nhầm. Nghe tiếng ma quỷ thì cứ nghĩ là tiếng Chúa, nghe tiếng cái lòng của mình thì cứ nghĩ là tiếng Chúa. Bởi vì trong những lúc như vậy đấy,
là những cái tiếng khác ấy, nó sẽ át cái tiếng của Chúa. Quý vị biết tại sao Chúa hay phán với chúng ta vào buổi đêm và lúc chúng ta đi ngủ? Bởi vì lúc đó là lúc mà tâm trí chúng ta tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Khi quý vị thức dậy một ngày là đầu quý vị nghĩ ngay việc mình cần phải làm. Các bạn anh chị em, người nội trợ ấy, người phụ nữ thì còn nghĩ nhiều hơn người đàn ông. Dậy cái là nghĩ đến cái việc nấu ăn này, nghĩ đến việc đi chợ, nghĩ đến việc này việc kia. Nam giới thì có thể là nghĩ đến một số việc hoặc là một việc một lúc, nhưng mà nữ giới thì nghĩ nhiều việc một lúc. Nhưng cái khoảng thời gian mà Chúa hay phán với chúng ta nhất đó là cái khoảng thời gian chúng ta đi ngủ. Bởi vì tại sao? Lúc đó tâm trí chúng ta tĩnh lặng lại. Khi chúng ta tĩnh lặng lại ấy, đấy là cái thời điểm mà tiếng nói của Chúa trở nên rõ ràng. Cho nên Kinh Thánh nói, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Chứ nếu chúng ta không có những khoảng thời gian yên lặng về mặt vật lý, chúng ta không có những khoảng thời gian yên lặng về mặt tinh thần và về mặt tâm linh, thì chúng ta rất khó để có thể nhận biết này. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng là phục vụ Chúa là quan trọng, là cần thiết, là tốt. Nhưng mà tốt hơn vẫn là phục vụ làm những gì Chúa bảo mình làm. Nói lời Chúa là cần thiết, là quan trọng. Nhưng mà quan trọng hơn là nói những gì Chúa bảo mình nói. Gặp mọi người, khích lệ anh chị em, chia sẻ về đức tin cho người khác là việc tốt. Nhưng tốt hơn hết là gặp những người mà Chúa sai đi gặp. Mà muốn đạt đến cái mức độ của sự nhạy bén đối với Chúa như vậy thì tâm linh của chúng ta phải rất yên tĩnh, rất yên lặng. Và thường là chúng ta phải cố gắng rất nhiều, phải luyện tập rất nhiều để kỷ luật cái tâm linh của mình, kỷ luật cái tâm hồn, tâm trí của mình để nó yên lặng xuống. Thì lúc đó tiếng của Đức Giê-hô-va sẽ trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Sự bình tĩnh trong tâm linh và trong tấm lòng của chúng ta là điều chúng ta cần phải rèn luyện để có thể tạo ra các phép lạ để cho lời cầu nguyện chúng ta được nhận. Sự bình tĩnh ở trong tấm lòng của chúng ta. Bây giờ hãy thử, hãy thử. Cái hôm nào mình làm cái việc gì đó, hoặc là mình đi xe đó, mình đi đúng á, mà có một người đi sai, người ta tông vào mình, đã thấy người ta chửi mình một trận. Lúc đấy anh chị em sẽ để ý xem là cái lòng của mình như thế nào. Khi mà mình đúng mà người ta chửi mình á, mà lòng của mình vẫn bình tĩnh được, thì lúc đó là lúc chúng ta đang để cho đức tin tác động chính trên nội tạng của chúng ta. Và lúc đó khi nó tác động được trong nội tại của mình, trong con chính con người của mình rồi, thì lúc đó mới tác động ra môi trường xung quanh được. Nhưng mà nếu lúc đó lòng của mình bực tức, và tất nhiên chuyện bực tức là chuyện nó bình thường, nhưng nếu mình không kiểm soát được việc bực tức đó, và đặc biệt là để nó kéo dài ấy, thì chúng ta đánh mất đi một cái khoảng khắc mà Chúa có thể phán với chúng ta trong những lúc như vậy. Tâm linh của chúng ta càng bình tĩnh thì tiếng phán của Chúa càng trở nên rõ ràng. Quý vị nhìn được mặt trăng, ngắm được mặt trăng và các ngôi sao khi nào? Đây là vào buổi đêm. Ở chỗ nào quý vị có thể ngắm được mặt trăng và các ngôi sao tốt nhất? Không phải là ở trung tâm thành phố. Ở những nơi vắng vẻ, ở những chỗ yên tĩnh, đấy là lúc chúng ta ngắm được cái vẻ đẹp của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Trong góc độ thuộc linh cũng như vậy, khi tâm linh của chúng ta xáo trộn thì chúng ta không thể nhận biết được Chúa một cách đầy đủ đúng đắn, và không thể lắng nghe tiếng Ngài được. Cho nên để nhận biết về Ngài thì anh chị em chúng ta cần phải học tập và rèn luyện để hạt giống của đức tin tác động làm cho chúng ta trở nên bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
Nếu như gặp những cái sự thay đổi cuộc sống và lòng chúng ta xáo trộn, tự nhiên mình bất an và mình không khống chế được cái sự bất an đó. Nếu như mà chúng ta khống chế được sự bất an đó nhanh thì càng tốt, nhưng mà điều tốt hơn hết là mình vẫn bình thường trong mọi hoàn cảnh, thì lúc đó đức tin của chúng ta sẽ trở nên hiệu điểm. Cho nên tôi không biết đức tin anh chị em như thế nào. Đức tin thật nó sẽ thể hiện ra kết quả. Anh chị em tin Chúa bao lâu quan trọng? Có bao nhiêu kiến thức kinh thánh cũng chưa đủ đánh giá được hết. Cái tác động của những câu kinh thánh đó trên anh chị em, khiến cho anh chị em, tâm linh của anh chị em, cái con người bên trong của anh chị em trở nên bình tĩnh trước Chúa mới là quan trọng. Cho nên chúng ta nhớ một điều như này: khi chúng ta được cứu thì Chúa đưa chúng ta vào trong hội thánh. Và khi Chúa đưa chúng ta vào trong hội thánh, Chúa không đưa chúng ta vào một nơi hoàn hảo, mà Chúa lại đưa chúng ta vào một nơi đầy rẫy những con người không hoàn hảo. Để làm gì? Để chúng ta phải bị cọ xát. Và khi chúng ta bị cọ xát thì cái con người thật của chúng ta mới bị lộ ra. Và khi con người thật của chúng ta bị lộ ra rồi ấy, thì lúc đấy ấy, thì Chúa mới xử lý. Chúa không để chúng ta ở trong một môi trường hoàn hảo. Có một môi trường hoàn hảo duy nhất, đó là ở nghĩa địa. Không ai động chạm với ai hết. Mình toàn gặp mọi người yêu quý thôi. Ít nhất một năm có người đến yêu quý mình một lần, để hoa và để hương ở đấy. Nên còn nếu Chúa yêu chúng ta là Chúa để chúng ta vào một cái môi trường cọ xát. Khi gặp cái sự cọ xát đấy thì xem cái lòng của chúng ta nó lộ ra điều gì. Bối rối, bất an, sợ hãi. Thì khi mà những cái điều đấy lộ ra ấy, thì Chúa xử lý nó. Và khi xử lý được rồi ấy, thì sự tác động sẽ đến trên thế giới. Kinh Thánh nói gì về ông Môi-se? Môi-se là người như nào? Môi-se được Chúa khen nhưng mà là con người khen, là người khiêm hòa hơn mọi người khác ở trong thế gian. Khiêm hòa ở chỗ nào? Môi-se khiêm hòa, khiêm nhu hơn mọi người khác ở trong thế gian. Ông khiêm nhu hơn người khác ở trong thế gian ở chỗ nào? Ở đặc biệt nào? Môi-se cũng giống như con người của chúng ta thôi, cũng có những lúc bực tức, cũng có những lúc thất vọng, có những lúc chán chường. Nhưng chúng ta thấy rằng là những cái khoảng cách như vậy ấy, nó không phải là thường xuyên chiếm cứ cái tâm hồn, tấm lòng, tâm trí của Môi-se. Và con người của ông rất bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Đặc điểm chung của con người Môi-se là rất bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Và khi linh hồn, khi tấm lòng của chúng ta bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh thì lúc đó tiếng nói của Chúa sẽ trở nên rõ ràng. Một số anh chị em đang có nan đề, đầu lúc nào cũng nghĩ nan đề, thì tiếng nói của Chúa anh chị em không nghe được đâu. Mình suốt ngày mình cầu nguyện cho nan đề của mình ấy, thì nó chỉ thể hiện ra cái sự bối rối trong tấm lòng của mình. Và khi lòng của mình bối rối, không nghe được tiếng nói của Chúa đâu. Trong có rất nhiều người nói tôi: mục sư ơi, sao em yên lặng? Tôi yên lặng rất lâu mà chả nghe thấy tiếng của Chúa. Tôi nói đấy là một nghịch lý. Chúa Giêsu nói: chiên ta nghe tiếng ta quen nó mà nó theo ta. Nếu như chiên của Chúa không nghe thấy tiếng của Chúa thì vấn đề không phải thuộc về Chúa mà thuộc về chiên. Mà lý do thường không nghe tiếng của Chúa là không có sự tĩnh lặng ở nội tâm. Nội tâm mình xáo trộn quá, mình lo lắng nhiều quá, mình bực dọc nhiều quá, bực với người này, bực với người kia, nghĩ đến ai cũng toàn thấy những cái điều bực rồi. Nhiều bận tâm quá, bận tâm kiếm tiền, bận tâm chăm sóc gia đình, bận tâm nuôi con, bận tâm này, bận tâm kia. Nhiều những cái sự bận tâm nó chiếm cứ cái tâm hồn, tấm lòng của chúng ta, khiến cho tiếng nói của Chúa sẽ càng ngày càng trở nên nhỏ. Còn nếu như đức tin đó không tác động được trên chính mình, không bao giờ có thể tác động được trên nội ngoại.
bên ngoài. Đừng nghĩ rằng anh chị em có thể cầu nguyện cho một người bối rối, hết bối rối trong khi đức tin đấy chưa tác động trên lòng của mình. Những cái nỗi sợ trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta không xử lý nó sẽ chi phối chúng ta, nó sẽ kiểm soát tâm trí chúng ta và làm nghẹt ngòi. Anh chị em có nhớ câu chuyện về những ném bạc? Khi người chủ đi phương xa thì giao cho 3 đối tượng, mỗi đối tượng một số ném bạc khác nhau tùy theo khả năng của mình. Và công việc của họ là gì? Làm lợi ra. Người được giao 5 nén bạc thì làm lợi được 5. Người giao cho 3 nén bạc thì làm lợi được 3. Người được giao cho 1 nén bạc thì nói rằng tôi sợ. Tôi sợ. Vì sợ cho nên đi chôn nén bạc. Quay trở về, ông chủ bảo hỡi đệ tớ gian ác, tại sao ngươi không gửi vào ngân hàng để sinh ra lời là cái ít nhất ngươi có thể làm. Người này nói tôi sợ. Sợ hãi là một cái cảm xúc, một cái trạng thái tâm lý nó khống chế về cả tâm linh lẫn thân thể của chúng ta. Và cái cảm xúc của sự sợ hãi nó giết chết đức tin. Và khi mình sợ hãi thì lòng của mình không bao giờ bình tĩnh nữa. Các môn đồ sợ hãi khi thấy gió thổi đến, nước vào thuyền nhiều quá, các môn đồ sợ hãi thấy Chúa đi bộ trên mặt nước, các môn đồ nhìn cũng sợ hãi. Khi tôi đọc những cái câu chuyện đó thì tôi phải tự chuẩn bị cho mình một tâm lý. Nếu như đang đêm mình nhìn thấy một cái bóng mà thường thường chúng ta nhìn thấy bóng là chúng ta sẽ sợ. Nếu mà người thì mình sẽ chuẩn bị tâm lý đỡ sợ hơn là ma, đúng không? Người thì mình có thể chuẩn bị tâm lý cây gậy cái gì đó để mình phòng vệ. Nhưng mà nếu nó là ma thì mình không biết làm như thế nào, bởi vì ma nó là thuộc về thế giới siêu nhiên. Và nói thật sự là chúng ta tin Chúa nhưng chúng ta vẫn sống trong con người sẵn thịt. Mình đuổi quỷ không có nghĩa là mình không sợ ma. Tự nhiên trong ban đêm có một cái bóng xuất hiện đi lăng đang lại, là trong tâm trí mình, trong con người mình tự nhiên là sợ. Đấy là cái sợ tự nhiên ấy. Nhưng mà khi mình định thần lại được thì mình không sợ nữa. Nhưng mà bây giờ là chuẩn bị tâm lý trước ấy. Và trong ban đêm nó hiện ra như thế đấy. Thì thay vì mình chạy mình sẽ đến gần nó để xem đấy thực sự là ma hay là người. Tất nhiên cầm sẵn cây gậy. Nếu là người thì đập cho một nhát. Còn nếu là ma thì sao? Mình đến gần là đương nhiên là sẽ chạy, bởi vì mình có sự sáng của Chúa. Nhưng mà nếu mình sợ thì mình mở một cánh cửa để giết chết đức tin, và khi đức tin giết chết thì nó sẽ không chế mình. Thế con người của chúng ta có rất nhiều nỗi sợ, sợ chết, sợ bị hành hung, sợ bị bỏ rơi, sợ bị mất lòng, sợ mất danh tiếng, nhiều cái nỗi sợ lắm. Và những cái nỗi sợ nó càng chế ngự trong chúng ta bao nhiêu ấy, thì nó giết chết đức tin của chúng ta đến đó. Và tin của Chúa không thể nào trở nên rõ ràng. Vì khi mình bị nỗi sợ khống chế rồi đấy, thì nó không thể làm cho tâm linh của chúng ta trở nên bình tĩnh được. Cái sự bình an, cái sự bình tĩnh trong tấm lòng sẽ giết chết những cái nỗi sợ ở trong mỗi một chúng ta. Và cái nỗi sợ nó chết thì đức tin đấy nó có thể tác động ra môi trường bên ngoài. Và thường thường ấy, những người mà sinh ra ở trong cái hoàn cảnh mà ví dụ như khi con bé bị bạo hành, hoặc là khi lấy chồng mà ông chồng rất là bạo hành, bạo lực đó, thì cái người đấy đến với Chúa cũng dễ nuôi dưỡng cái sự sợ hãi đấy. Cho nên cái lời cầu nguyện của người đó hay là cái cách cư xử người đó nó cũng thể hiện ra cái nỗi sợ. Và những cái người mà khi bị lạm dụng khi còn bé chẳng hạn,
thì cũng có thể là cái sự kiểm soát trong tâm hồn nó sẽ rất là nhiều và khiến cho người này sẽ bị tổn thương, cho nên rất sợ. Nhiều người nếu mà phụ nữ mà bị lạm dụng thì sẽ sợ gì, sợ lấy chồng. Nó có nhiều trạng thái. Một trạng thái đầu tiên phổ biến nhất là sợ lấy chồng. Thứ hai, trạng thái thứ hai đó là trở nên nghiện tình dục. Và hai cái trạng thái thường xuyên xảy ra đối với người bị lạm dụng về tình dục. Nên khi mà những cái nỗi sợ đấy nó khống chế cho chúng ta thì mình cầu nguyện mặc dù rất da diết nhưng cái lời cầu nguyện của mình nó không có linh nghiệm, bởi vì nó không đến bởi đức tin. Hay nó khác là cái sự sợ hãi nó lấn áp trên đức tin rồi thì đức tin nó trở nên bị vô hiệu lực. Trong cái thế giới dục linh ấy, là một cái thế giới tự do, anh chị em hiểu, thế giới dục linh là một thế giới tự do, nó không, nó có những đặc điểm giống như thế giới vật chất nhưng mà có những đặc điểm không giống thế giới vật chất. Thế giới dục linh là thế giới hoàn toàn tự do. Tự do ở cái là cái nào giành phần thắng thì cái kia nó sẽ bị áp đi. Nếu như mà chúng ta cho Chúa ngự trị thì Chúa ngự trị, và chúng ta cho ma quỷ thì ma quỷ nó ngự trị. Không có nghĩa là có Chúa rồi thì ma quỷ không thể ngự trị, bởi vì mình là một chủ thể, mình cho cái đối tượng nào hành động thì đối tượng đấy được hành động. Đó là một thế giới tự do, hoàn toàn thì tự do vận hành dựa trên cái nguyên tắc hợp pháp của thế giới linh. Chúng ta xem trong sách Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 24. Sau-lơ đáp cùng Samuel rằng tôi có phạm tội, tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông, tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng họ. Ông Môi-se, xin lỗi, ông vua Sau-lơ không nghe được tiếng Chúa. Khi ông gặp hoạn nạn, ông kêu cầu đến tiên tri, không có một lời nào từ tiên tri đến cho ông. Ông chạy đến đền thờ để kêu thầy tế lễ, cũng không có lời Chúa đến qua thầy tế lễ. Ông cầu nguyện qua Urim và Thumim cũng không có câu giải đáp của Chúa. Chúa hoàn toàn im lặng. Quý vị biết tại sao? Đây câu trả lời. Chúa im lặng vì cái này ông sợ dân sự. Khi ông sợ dân sự thì ông sẽ bị dân sự kiểm soát mình. Và khi dân sự kiểm soát thì ông sẽ làm theo ý của dân sự. Và lúc đó tiếng của Đức Giê-hô-va sẽ trở nên im lặng. Cho nên đôi khi mình phải tự xem lại, anh chị em, chúng ta cầu hỏi Chúa cho điều này mà sao mãi Chúa không đáp lời. Chúng ta xin Chúa cho điều này mà tại sao mãi nghe không thấy tiếng Chúa gì cả. Thấy Chúa cứ im mà hơi bật tiếng này. Mặc dù biết là Chúa đang ở trong mình mà sao mình cầu hỏi không thấy Chúa đáp lời gì cả. Hãy xem lại bên trong, cái gì đang diễn ra bên trong của mỗi một chúng ta, cái gì đang chiếm cứ tấm lòng của mình, có đang thực sự bình tĩnh để tiếng nói của Chúa phán với mình hay không, hay là tiếng nói của mình đầy ắp ở trong tấm lòng và tâm trí tiếng nói của sự bối rối, của sự bất an, của sự sợ hãi, của sự bận tâm. Esai đoạn 41 câu số 10, Chúa nói: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình của ta mà nâng đỡ ngươi. Khi chúng ta nhận biết cánh tay toàn năng của Chúa ở cùng chúng ta thì chúng ta không sợ hãi. Dầu khi tôi đi trong bóng chết, trong bóng chết thì tôi cũng sẽ chẳng sợ ai cả. Sự sợ hãi là một mũi tên độc của ma quỷ, nó làm cho bấn loạn cái tâm hồn của chúng ta. Khi tâm hồn của chúng ta bị bấn loạn, tiếng nói của Đức Giê-hô-va sẽ trở nên tắt đi. Nó sẽ giết chết đức tin. Và khi đức tin bị giết chết, phép lạ không thể xảy ra. Ê-sai là 9 câu 6: quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập nên sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa cai trị bằng cái gì anh chị em? Bằng sự bình an. Chúa cai trị bằng sự bình an. Chân một người đấy
mà thực sự để Chúa cai trị thì người đó rất bình an và bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Rất bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Anh có thể lấy tất cả mọi cái ra khỏi tôi, nhưng khi tôi không mất Chúa thì tôi không mất cái gì cả. Anh có thể rủa xả tôi, rủa xả ngày đêm, nhưng Chúa chúc phước cho tôi thì nghìn lời rủa xả của anh sẽ biến thành phước hạnh. Chúa cai trị bằng sự bình an. Cho nên khi Ngài đến trong một cuộc đời, một tâm hồn, thì Ngài làm cho tâm hồn người đấy trở nên bình tĩnh, người đấy ít nói hơn mà nghe nhiều hơn. Bởi vì khi chúng ta nói nhiều, nó càng thể hiện lòng của mình bối rối càng nhiều. Bởi vì khi mình bối rối, mình nói ra để cho nó bớt bối rối mà, bớt phiền muộn mà. Cái người mà để sự bình an của Chúa ngự trị đấy, nan đề đến ấy, người đó nói với Chúa mà không nói nhiều với con người. Có khi nói 2-3 câu đến với Chúa nhau, thì cái sự bình tĩnh của Chúa đã ngự trị trong tấm lòng người đó, và người đó mọi sự đã ok, mặc dù thực tế bên ngoài vẫn chưa có gì thay đổi. Và cái sự thay đổi thực sự sẽ phải diễn ra bên trong trước. Cái trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ma quỷ và quyền lực của Thiên Sứ Chúa, nó sẽ thắng hay thua, nó diễn ra từ chính nội tâm của chúng ta trước. Nếu như trong cuộc chiến nội tâm này mình thua thì chắc chắn là cái cuộc chúng bên ngoài kia chúng ta sẽ thua. Nếu như nội tâm của mình thắng thì ở bên ngoài sẽ thắng. Cho cái nội tâm của chúng ta rất là quan trọng. Kinh Thánh liên tục nói rất nhiều về cái nội tâm. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, và các nguồn sự sống ra nơi nó mà ra. Vấn đề cho lòng của chúng ta bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Điều thứ hai á, nó dẫn đến cái sự bất an trong mỗi một chúng ta đó, đó là tội lỗi. Giăng Cơ 5:17 nói này: Eli là người yếu đuối, như chúng ta người cầu nguyện cố xin đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Lý do mà Eli cầu nguyện để Chúa đóng trời lại vì dân Israel phạm tội. Nên khi mà con người của chúng ta phạm tội, sống trong tội lỗi, chúng ta sẽ mất đi sự bình an. Và khi mất đi sự bình an thì đức tin trở nên bị vô hiệu lực. Hay nói cách khác là nếu như ví sự bình an là một nhân vật, đức tin là một nhân vật, thì cái ông bất an đấy, cái ông tội lỗi đấy, cái ông bất an đấy, nó sẽ trói tay của cái ông bình an lại. Tội lỗi sẽ kích hoạt cái ông bất an, và cái ông bất an sẽ trói tay ông bình an lại. Và khi ông bình an thì trói lại, thì sao? Đức tin sẽ bị tê liệt, nan đề không được giải quyết. Có cầu nguyện hoài, cầu nguyện ra chứ câu kêu khóc kiêng ăn cũng không được giải quyết. Xử lý tấm lòng của chúng ta là cái quan trọng nhất. Trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi nan đề, tấm lòng của mình không được xử lý, không có một điều gì khác được xử lý. Xử lý trong lòng của chúng ta, nghe lại trong lòng của mình đang thực sự bình an hay bất an. Nó có đang thực sự bình tĩnh hay không? Tôi quan sát thấy một điều này. Cái người không có Chúa, người ta rèn luyện vẫn có thể đạt được mức độ nhất định của sự bình tĩnh trong tấm lòng. Thậm chí người không có Chúa, khi họ có một ý thức rèn luyện, thì người ta vẫn đạt được một mức độ bình tĩnh ở trong tấm lòng. Cho nên cái tấm lòng của chúng ta nó như là một học trò có thể huấn luyện. Nó như là một đứa bé có thể huấn luyện. Đứa bé thì nó sẽ phản ứng theo cái bản năng tự nhiên. Nếu mà không huấn luyện nó thì nó sẽ trở nên hoang dại. Và khi nó hoang dại thì đức tin sẽ không được sản sinh, và phép lạ sẽ không được sản sinh trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng mình đi theo Chúa, mình sẽ đi từ phép lạ này đến phép lạ khác, đi từ vinh quang này đến vinh quang khác, đi từ phước hạnh này đến phước hạnh khác. Và muốn như vậy, điều trước tiên chúng ta phải làm đó là rèn luyện cái nội tâm của chúng ta trở nên bình tĩnh trước Chúa, trở nên
bình tĩnh, yên tĩnh. Trong khi mọi người đang nói, đang nói thì lòng của mình đã hướng về Chúa rồi, thì mình nghe xem Chúa nói gì với mình. Chứ không phải là mình nghe xong để xem mình sẽ trả lời người ta cái gì được, hay mình nói lại cái gì. Trước khi chúng ta tin Chúa là như vậy, nghe cho thật kỹ, mà ông này ông nói sơ hở cái điều gì là mình bắt cái lời sơ hở đấy mình tấn công lại. Không, bây giờ chúng ta theo Chúa, chúng ta không tìm cái cách kiểu thế gian nữa. Cứ nghe người ta nói, tai vật lý thì nghe người khác, nhưng mà tai tâm linh thì nghe Đức Thánh Linh. Để xem Chúa nói với con điều gì, để nói lại với người bên kia. Mà muốn nghe được tiếng nói của Thánh Linh thì tâm linh của chúng ta phải tĩnh lặng. Vì nó sôi trào như bọt biển, như sóng biển ấy, thì cái tiếng sóng biển đấy sẽ át hết đi tiếng nói của Chúa trong tâm linh của chúng ta. Cho nên các tiên tri là những người mà họ đã rèn luyện được cái sự tĩnh lặng ở trong tâm hồn. Và cái tâm hồn của họ được tĩnh lặng rồi, tiếng nói của Chúa trở nên rõ ràng hơn bao giờ. Chúng ta xem phục truyền đoạn 33 của số 28. Israel sẽ ở bình an, suối Gia-cốp phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và liệu trời của ngươi nhờ sự móc. Chúa hứa ban sự bình an cho dân sự Ngài. Loài người tìm cách giáng họa cho chúng ta, nhưng Chúa không giáng họa thì chúng ta vẫn cứ bình an để mà sống. Loài người tìm cách cướp giết hủy diệt chúng ta, ma quỷ tìm cách cướp giết hủy diệt chúng ta, lấy đi tài sản của chúng ta, nhưng nếu mà Đức Giê-hô-va ban phước thì anh chị em cứ bình an mà sống. Nếu như chúng ta quay trở lại, mình là người mà chứng kiến quay phim, xem lại cái sự kiện mà Chúa đi bộ trên mặt nước, các môn đồ sợ hãi á, và bảo đó là ma, thì mình sẽ nói gì với các môn đồ? Ê, không phải đâu Chúa đấy, đừng sợ. Bởi vì mình đã biết rồi, còn các môn đồ thì chưa biết, cho nên họ sợ. Khi mình biết rồi thì mình không sợ. Nên đức tin là như vậy đấy. Đức tin nó sẽ giúp chúng ta biết được những cái mà lý trí này không thể biết được, và nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sự bình an trong tấm lòng. Sự ký thứ nhất ở 23 số 25, David nói rằng Giê-hô-va đến với trời của Israel có ban sự bình an cho dân sự Ngài, Ngài ngự tại Jerusalem cho đến đời đời. Cái từ Jerusalem có nghĩa là gì anh chị em? Cái tên thành, đây là tên của thủ đô đất nước Israel, và cái tên thành này có từ trước khi người Do Thái chiếm cứ vùng đất Canaan. Cái từ Salem ấy là một cái phát âm khác của từ Shalom, có nghĩa là bình an. Jerusalem là Jerusalem, có nghĩa là thành của sự bình an. Mà muốn thành của sự bình an thì phải để cho Chúa ngự trị. Khi Chúa ngự trị thì thành sẽ được có sự bình an. Mà khi lòng của chúng ta có thể là có Chúa, nhưng mà Chúa không ngự trị, chúng ta không để Chúa ngự trị, thì lòng của chúng ta sẽ không có sự bình an, mà sẽ bối rối bất an. Và khi bối rối bất an thì tiếng của Chúa sẽ không nghe được. Thi Thiên đoạn 4 câu số 8: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Khi chúng ta đi ngủ, đối với rất nhiều người là một nỗi sợ ngày mai sẽ sống như thế nào. Khi chúng ta đi ngủ cũng là một nỗi sợ cho rất nhiều người, ngày mai mình sẽ lấy đâu tiền đóng học cho con. Khi chúng ta đi ngủ cũng là một nỗi sợ đối với nhiều người, ngày mai lấy đâu ra tiền trả viện phí cho vợ đang nằm viện. Chúa Giêsu nói sự khó nhọc ngày nào sao đủ cho ngày đấy. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó. Đến giờ chúng ta đi ngủ, đừng đem nỗi lo của ngày mai đến trong hiện tại, và đừng đem nỗi lo của quá khứ vào trong giấc ngủ. Vì sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày đó, sự khó nhọc của giờ nào đủ cho giờ đó.
đến giờ chúng ta được bước vào trong sự nghỉ ngơi, tạ ơn Chúa tất cả những điều khác. Ngày mai nó đến như nào thì đã có Chúa rồi, con rất bình an luôn. Bởi vì nếu chúng ta đem cái nỗi lo của quá khứ và đem nỗi lo của ngày mai vào trong giấc ngủ thì đêm đấy đừng nghĩ rằng Chúa sẽ phán với mình. Mà mình lo cái gì mình sẽ mơ về cái đấy, và ma quỷ sẽ quét lại cái nỗi lo của chúng ta, là làm cho lòng của chúng ta càng trở nên bối rối và nó chiếm cứ chúng ta trong giấc mơ. Muốn nghe được tiếng Chúa cả trong giấc mơ thì mình phải bình tĩnh trong giấc mơ. Thiên đoạn 29 câu số 11: Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân sự Ngài, Đức Giê-hô-va chúc nước bình an cho dân sự Ngài. Ngày hôm nay chúng ta đang có tiền, mình lo một lúc nào đó mình sẽ mất tiền. Càng có nhiều tiền càng sợ. Quý vị mà cứ đi cái chiếc xe bình thường, quý vị bắt đầu quý vị chẳng lo, nhưng mà đi cái xe rất có giá trị và trong đó lại có nhiều tiền để trong cốp, quý vị rất bất an. Ngày hôm nay mình có con, mình có thể sợ là con của mình mai sau giống như thằng hàng xóm. Bây giờ con của mình đang nhỏ nhưng mình đã sợ con của mình giống ông, giống con của ông hàng xóm thì mình chết. Phước của Chúa là phước bình an. Mình chị em ơi, phước của Chúa là phước bình an. Sự lo lắng ngày nào, nỗi lo ngày nào, gánh nặng của ngày nào đủ cho ngày đó rồi. Không được phép để cho sự bất an trói buộc tay của anh bình an và giết chết đức tin. Vì đức tin bị giết chết, Chúa không thể tác động trên cuộc đời chúng ta được. Ê-sai đoạn 30 câu số 15: Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: Các ngươi sẽ được lỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi không có như thế. Ê-sai nói người nào trông cậy Đức Giê-hô-va được sức mới, cất cánh bay cao chim ưng. Người nào thì trông cậy, tiếng Anh là wait, W-A-I-T, chờ đợi. Người nào chờ đợi, chờ đợi nó sẽ có hai cái trạng thái. Một là trạng thái là khó chịu, người đi không bực, người chực nấu cơm, ngồi chờ rất là khó chịu. Chờ Chúa cũng khó chịu chứ không phải là chờ Chúa không khó chịu đâu. Nên quý vị nào mà cứ ngồi im lặng được, ai im lặng trước Chúa được 2 giờ chưa? Ai trong anh chị em đã yên lặng trước Chúa được 2 giờ chưa? Yên lặng là không suy ngẫm kinh thánh, không làm cái gì cả, để tâm trí mình lắng nghe tiếng Chúa. Khó chịu lắm. Ngồi yên lặng lắng nghe tiếng Chúa một lúc đã khó chịu lắm rồi, thôi để con đọc kinh thánh, Chúa phán thì Chúa phán qua kinh thánh, còn tâm trí như này khó chịu lắm. Cái trạng thái thứ hai đó là khi chúng ta rèn luyện được rồi thì tâm trí của chúng ta trở nên tĩnh lặng và mình bước được vào trong thế giới linh và cái sự tĩnh lặng đó. Cho nên những người mà người ta ngồi thiền ấy, là khi người ta tĩnh lặng, người ta kết nối được với thế giới thần linh ấy. Tất nhiên đấy là thế giới của ma quỷ chứ không phải thế giới của Chúa. Người ta mở được các cái luân xa, các cái mắt thuộc linh khi người ta tĩnh lặng. Quý vị thấy Phật giáo dạy như thế mà Hindu giáo cũng dạy như thế. Người ta kết nối được với thế giới thần linh bởi cái sự tĩnh lặng đấy. Tất nhiên nó còn có một số yếu tố khác, nhưng mà yếu tố đầu tiên đó là sự tĩnh lặng. Và khi mà chúng ta tĩnh lặng, chúng ta có thể kết nối được với thế giới ánh sáng của Chúa, và sự bình an của Chúa sẽ chìm ngập trong tấm lòng của chúng ta, và đức tin sẽ được khai phóng và phép lạ sẽ được xảy ra. Ê-sai đoạn 30 câu số 15 đấy, hãy nhìn lại xem. Các ngươi sẽ được rỗi lại tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Ai trong anh chị em chúng ta trước khi đến đây
mình đã xác định trong đầu rằng 12 giờ hoặc là 1 giờ mình phải rời đây vì có cuộc hẹn. Ai trong chúng ta đã xác định rằng 12 giờ 1 giờ mình phải rời đây vì có một số việc phải làm? Và nếu như hội thánh nhóm thờ phượng mà kéo dài quá, nó sẽ ảnh hưởng trên cái hoạt động mà mình đã định trước. Và khi mình nghĩ như vậy thì tâm trí mình sẽ bị xáo trộn, tâm của mình không được hoàn toàn tĩnh lặng để lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe lời anh em chia sẻ, lắng nghe những lời làm chứng của anh chị em, lắng nghe từng âm thanh của từng giai điệu và để ý từng lời ở trong một bản nhạc. Bởi vì khi chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta mới để ý được các từng chữ ở trong một cái bài hát và từng cái âm thanh lên xuống trong một cái bản nhạc nó tác động như thế nào đối với chúng ta và Chúa nói gì với chúng ta qua tất cả điều đấy. Nhưng mà lòng của mình nó cứ rối bời, nhiều suy nghĩ nó đến ở trong đầu, nhiều bận tâm lên trong đầu quá thì chúng ta không có được sức mạnh vì mình không được yên lặng trong tâm hồn. Cho nên nếu như trong anh chị em chúng ta ai đang có những cái nan đề, điều tốt nhất chúng ta có thể làm đó là gác tất cả mọi công việc lại để tìm một chỗ thư giãn, nghỉ ngơi, dưỡng tâm, dưỡng trí, nghe những cái bản nhạc nhẹ ở dưới những chỗ có nhiều cây cối, có tiếng nước chảy để mình tĩnh tâm trở lại, làm yên lặng tấm lòng của mình, gác đi tất cả những cái gánh nặng đó, thậm chí tắt hết điện thoại đi để mình tĩnh tâm trở lại để lắng nghe. Khi mình lắng nghe được tiếng Chúa rồi thì đức tin của mình sẽ được dấy lên. Cái sự bất an nó sẽ lắng đọng xuống. Cái anh bình an kia có đủ sức mạnh để trói tay anh bất an. Đức tin sẽ được sản sinh ra trong lúc tĩnh lặng đó. Khi mình quay trở lại, bước ra khỏi cái chỗ nghỉ ngơi, quay trở lại với cái hoàn cảnh, với cái nan đề của mình, thì mình có sức mạnh từ Chúa để giải quyết nó. Nhưng cái sự bình tĩnh trong tấm lòng là điều rất quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh trong buổi sáng. Giữ cho lòng của mình luôn bình tĩnh trước mặt Chúa. Nói ít, nghe nhiều. Nói ít, nghe nhiều. Nói ít, nói đến đâu hiệu quả đến đây. Vì nó đến từ sự bình tĩnh trong lòng của chúng ta. Chúng ta cũng đừng chuyển sự công việc. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.